Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 18 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tất Thành Cang bị bắt, Hải quân đua bắt đầu run. Vừa khơi dậy sai phạm của công ty Tân Thuận mấy ngày qua thì tiếp theo là ông Nguyễn Phú Trọng đã cho tóm Tất Thành Cang. Như vậy sau 2 năm bị cách chức, Tất Thành Cang cuối cùng cũng được đặt vào đúng vị trí mà ông ta thuộc về. Đó là nhà tù. Việc bắt tạm giam ông Tất Thành Cang diễn ra vào hồi chiều ngày 16 tháng 12 năm 2020 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Cang, cựu Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Tất Thành Cang bị cáo buộc hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều số 219 Bộ luật Hình sự. Nguyên nhân dẫn đến việc bắt ông Tất Thành Cang được Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu PC03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là ông liên quan đến việc công ty Tân Thuận IPC 100% vốn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bán chỉ định cổ phiếu cho công ty Nguyễn Kim gây thiệt hại tới 153 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang tại cơ quan điều tra. Trước mắt, vụ bắt bớ này chỉ liên quan đến công ty Tân Thuận. Tuy nhiên, đây là sai phạm nhỏ, sai phạm lớn hơn là Thủ Thiêm với hợp đồng 12.000 tỷ đồng cho 12 km đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trước Tất Thành Cang có Đinh La Thăng, người cũng bị phanh phui nhiều vụ án liên quan sau khi bị bắt và hiện nay ông Thăng đã ra tòa đến lần thứ tư rồi. Đây là một trường hợp làm cho những cựu quan chức Sài Gòn phải e ngại. Tất Thành Cang cũng bị đảng bộ thành phố quay lưng. Cách đây 2 năm, ông Tất Thành Cang bị Trung ương cắt hết mọi chức vụ, nhưng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh không cách chức tư cách thành ủy viên của ông này và nhờ đó mà ông Tất Thành Cang ung dung cho đến bây giờ. Và hiện nay thì khác hoàn toàn. Ngay chiều ngày 16 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn tất thủ tục tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân của ông Cang theo điều 101 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Trước đó, tại kỳ họp thứ 23, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12, ông Cang vẫn tham dự. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam ít nhất 18 người, trong đó có Tề Chí Dũng, cựu Tổng Giám đốc IPC, Trần Công Thiện, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Sadeco, Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty IPC, Phạm Văn Thông, cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Huỳnh Phước Long, cựu chuyên viên Văn phòng Thành ủy, nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Sadeco và Công ty con của IPC. Tuy nhiên, ai cũng biết, những người kia là làm theo sự chỉ đạo của Tất Thành Cang. Nhân vật được xã hội quan tâm nhất trong vụ án này là Tất Thành Cang, chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên mới về Sài Gòn đã muốn làm những vụ rất lớn ở đây. Lần này, cơ quan cảnh sát điều tra đã thụ lý vụ án là Công an Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là của Bộ Công an. Điều đó cho thấy người trực tiếp chỉ đạo phá án không ai khác chính là Nguyễn Văn Nên, một bí thư thành ủy người Tây Ninh mới về Sài Gòn nhậm chức. Không biết ông Nên mang trách nhiệm gì của ông Trọng giao cho mà thấy ông ta mới chân ngất chân giáo đến thành phố đã làm mạnh tay với thế lực cũ đến như vậy. Bộ tam còn lại là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua cũng đang bắt đầu run. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Nguyễn Văn Nên cho bắt Tất Thành Cang vì sai phạm nhỏ, nhưng sai phạm động trời của ông ta ở Thủ Thiêm lại không hề đụng đến như vậy. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng muốn mượn tay của ông Nguyễn Văn Nên bẻ từng chiếc đũa trong nhóm Hải Quân Đua Cang. Trước mắt không thể đụng trực tiếp vào Thủ Thiêm vì ba người này sẽ liên minh, liên thủ chống đỡ tới cùng. Nếu bắt Tất Thành Cang vì sai phạm Thủ Thiêm của ba người kia khó mà ngồi yên để cho bắt. Vì vậy mà Nguyễn Văn Nên chọn cách bắt Tất Thành Cang vì sai phạm ở Tân Thuận. Khi Tất Thành Cang bị bắt, chắc chắn ba người kia cũng đang bắt đầu run sợ vì không biết khi nào đến lượt mình. Tuy nhiên, thời gian bắt Tất Thành Cang rất cận với đại hội đảng lần thứ 13 nên khó mà kịp mở rộng vi phạm sang Thủ Thiêm. Bây giờ Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua chỉ cầu mong rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu sau đại hội 13, sau đó thì ông này có thể sẽ thoát nạn. Bắt Tất Thành Cang, cơ quan cảnh sát điều tra Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng
ông Cang đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thực chất sai phạm này đủ điều kiện để bắt, nhưng thời ông Nguyễn Thiện Nhân, ông này chỉ có bao che cho Tất Thành Cang, chứ không ra tay quyết liệt. Chính vì vậy mà Tất Thành Cang đã được tồn tại đến ngày hôm nay. Và bây giờ mới kết luận Tất Thành Cang đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, e là quá muộn. Ông Cang sai phạm thì đã chấp thuận với chủ trương để Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ tại Sadeco, gây thiệt hại tiền của nhà nước. Sadeco là công ty con của công ty Tân Thuận IPC, tức là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Với vốn điều lệ là 170 tỷ đồng, trong đó vốn của cổ đông là cơ quan doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ 62,8%. Cụ thể, IPC chiếm tỷ lệ 44%, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2,6%, Thacovest 4,1%. Đây là hình ảnh người tiếp theo sẽ là ai? Ông Tất Thành Cang, sinh năm 1971, quê ở Long An, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết và khóa 12. Từ năm 2004 đến năm 2009, ông là Bí thư Thành ủy Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và giữ vị trí Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 2 từ năm 2009 đến năm 2012. Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014, ông Cang làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến năm 2018. Và sai phạm nào của ông Tất Thành Cang có liên quan đến ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua? Câu hỏi cũng được đặt ra. Hiện nay, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua sợ nhất là vụ án xây dựng 11,9 km đường giá tới 12.200 tỷ đồng Việt Nam tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi Nguyễn Văn Đua bị bắt thì sai phạm này khó mà ém nhẹm. Vậy nên, con đường dẫn đến nhà Hải, Quân và Đua chưa bao giờ gần như bây giờ. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương năm 2018 vào ngày 1 tháng 12, năm 2019 thì Giám đốc Sở Tài chính của Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng xây 4 tuyến đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, trước đó một năm, vào tháng 11 năm 2013, Đại Quang Minh đã ký tắt với Thành phố Hồ Chí Minh về dự án này đã được khởi công từ năm 2014 nhằm kịp tiến độ hoàn thành vào năm 2017. Bản hợp đồng tắt này được ông Tất Thành Cang, lúc khi đó là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố đã ký kết và đóng dấu mật. Lúc đó, Lê Thanh Hải là Bí thư Thành ủy, còn Lê Hoàng Quân chính là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Bốn tuyến đường tại khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng chiều dài 11,9 km. Các tuyến đường này đặt ký hiệu R1 tức là đại lộ Phòng Cung, R2 là đường ven hồ trung tâm, R3 là đường ven sông Sài Gòn và R4 là đường vùng sâu Châu Thổ, đường ven sông, khu dân cư. Dự án còn bao gồm 10 cầu với tổng chiều dài khoảng 1,8 km. Tổng số vốn đầu tư cho 4 tuyến đường dài 11,9 km, rộng 11,6 đến 55 m là 12.200 tỷ đồng, tức là tính cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay. Để thanh toán hợp đồng 12.200 tỷ đồng này, Thành phố Hồ Chí Minh đã trả cho Đại Quang Minh 79 hectare đất tại trung tâm Thủ Thiêm để xây dựng khu đô thị và khu dân cư theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng, tức là thanh toán theo hợp đồng xây dựng chuyển giao. Đây là hình ảnh liệu những con đường hàng ngàn tỷ ở Thủ Thiêm có dẫn cơ quan điều tra đến nhà ông Hải, Quân và Đua hay không? Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định việc ông Cang đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng làm chủ dự án với Đại Quang Minh là không đúng thẩm quyền, vì theo Nghị định 108/2009, thành phố chỉ được phê duyệt dự án có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng mà thôi. Với sai phạm lớn như vậy, liệu rằng ông Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang có lần đến được nhà các bố già kia hay không? Hãy chờ xem những bước tiếp theo. Còn tội của ông Tất Thành Cang cũng đang chất thành núi khi Trung ương, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào hồi tháng 11 năm 2018. Ông Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố. Trong thời gian khi còn giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang đã vi phạm pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng. Ông Cang cũng được xác định đã có sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương cho công ty
một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, 100% vốn thuộc văn phòng thành ủy, bán 320.000 m² đất ở Phước Kiển, Nhà Bè, rẻ hơn giá thị trường, không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2018, Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 thông qua việc kỷ luật ông Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Sau khi bị cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Tất Thành Cang được phân công qua ban định hướng nội dung nghiên cứu lịch sử thành phố. Đây là hình ảnh về việc biết bao giờ thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ông cho bắt Lê Thanh Hải tiếp theo. Trung ương đã có kết tội Tất Thành Cang vì ông Cang bị bắt là bởi cơ quan công an thành phố. Vậy thì đã rõ ràng tội của ông Cang đối với Trung ương vẫn còn treo đó chứ chưa xử. Khi ông Cang bị bắt vào trong bốn bức tường nhà giam thì khi đó cơ quan điều tra của Bộ Công an đến công an thành phố tham gia điều tra thì ông Cang chắc chắn sẽ còn nhiều bí mật khác bị bóc tách. Lúc đó Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua khó mà thoát được. Vụ án này không hề nhỏ, nếu moi ra hết thì có thể nói đó lại là đại án lớn nhất từ trước đến nay. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật thêm về những diễn biến tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 18 tháng 12 năm 2020 với bản tin Tất Thành Cang bị bắt, Hải Quân Đua bắt đầu run sợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.